Mình nấu tính cứ đầm bấy chia phát tí bà nhà vậy mùi. Mà mình tính đầm bấy trong bán ở vậy mùi nụ tì. Tại bông bà ôn đăng tế, nông niên bông bà ôn chỉ nẻ lúa ở rực bông bà ôn chỉ mà chả chịu cám để chỉ lúa, để chỉ nẻ lúa và lật phá rực sơ bà khá rộng bà bông bà ôn. Tại bông bà ôn đăng tì lẻ khăn để cá tính đại rực tì. Nếu có nông việc tổ này, nhóm nâng lực lao ổng bì rồi biếp, đây là ả tế đi chôn rực nẻ đẹp pra tính nẻ lật phá rực sơ bà khám. Rồi bỏ chuyện. Tao bằng bọn đang thế thà. Mà nó cứ chỉ được tới có tính cứ đầm bay kịch phát. Kịch phát đi bằng nhà bảy mối. Mình men tính đầm bay trong bán và thô ở bảy mối nụ tì. Rồi cô ở bảy mối nụ tì. Ủa cho họ thà. Có tính cứ đầm bay bằng chiếc phí thân ca nà mối. Có tính cứ đầm bay lúc bằng bắt nà kiếp sọc sang nà mối. Có tính đầm bay cầm sang. Có tính đầm bay bằng bắt nà kiếp ảo ma mối chùm đồn. Bọn bọn chưa thà. Cá tính cứ sắc năng lệ khăn ra đề tết. Ủa thọ đà bông bà ôn trong tình rồi chôn mùi cường. Cứ bông bà ôn tính khăn ông nấy à thà. Bốn thọ mà đá dương nâng cái tháng tình khăn ông cái đây sẽ lãnh. Bắn tác mùi sẽ tốt tiết nơi bị cơ cái đây sẽ lãnh cứ đâm bây kì. Cứ đâm bây cái phát bi phép ảo mẹ. Để có tình chân tới mình ở đâu mà phép nâng khăn ông đầm nào cổ xa. Rồi cô khăn ông chỉ bật bác quát. Rồi cô có tình cứ đâm nào cầm sang. Cứ có tình đâm bây kì. Bông bình nơi cái tình niêm đã quát. Mình là khăn ông sẵn cung. Hãy đấy cứ mình men tính đầm bay cứ vùng lo tha trong ban la nội tệ cứ trong ban cái thoát tí ở đây để nhóm lực là đội kháng lừa hãy đấy nông niêm bông pha ôn chỉ nhẹ lụa bông pha ôn tự đăng ẩm phí với thị sắc trong khoa lụa tự can ở tệ chuẩn đam hết lấy cả tính hay nâng được biết này cả lụa chỗ bông pha ôn còn thơ chỉ nhẹ lụa đây bài thọ mà đà bông pha ôn đăng tiết thả một lúc tư tư ôi tự lưu biệt thả lụa không chờ bạc qua bạc qua chỉ kịch thả mà nuôi mẹ đi hai chia trong bọc kho mà không tin mà nuôi mẹ đi cũng khan nè nẹn luộm nẹn đi cứ trong ban lôi được bọc chồng ta không chấp bông ôn tăng dư người cô tăng ở thể chốn quan đang cần chẳng bảo chú ba nè con bọc kho chỉ cần bảo đi ở đây đi cho bông ôn công thưa chỉ nẹn luộm thong mà đá cô chỉ nẹn luộm nóng rục kiếp từ căn ở thể chốn bên đây đây bông ôn ta tua chỉ nẹn luộm tại căn ở tệ chốn nè ở tệ chốn nâng quát nâng mình tên như thế pro không chặt được bắt quát nâng thoát nơi ở ram mỗi thả được cô không chặt mỗi thả dương cái bông để trong mang lời quát dương cái bông đai đồng khan quát chốt đồng bay phơi cái can đi ở ban bà xá ta dương phơi được này chỗ bông bông công thôi trên lượng đai chi diêm để dây tràn bông bông công chi diêm phơi trên lượng đai chi diêm bên chỗ bông bông công thôi chi diêm trên lượng đai để dây bằng hai ông pi lệ cả nặng nên lệ cả nặng luôn phải nhặt tra hết tra hot cứ rú cô bằng hai pi ở cara tha phải nhặt phải nhau tha bạn mình bạn luôn còn để chuốc chúng mui nâng à tệ chôn rú cô nhẹ tinh thọ mà đam liêm dương mình toàn ban đăng pi tha tầm đời cara ba quát tam đời dạng ca su sủng lúa đó trăm tư để càng quát ba chữ dương prang để dây ba để dương prang mình cho mình cho ba chữ dương prang lệ cả nặng mưa tới ba bằng khom pi na để miên là cara đi cả lá cứ bông bông đăng tết à tệ để chôn nâng bất chất là bạc quát cư mình tên đàn đỏ cho bông bông còn thơ chế nẹ lụa bạc nụ ấy nốt bông bông nâng mình ách bất ca lụa ba nụ tì ở vậy để bông bông trời thơ cư bông bông trời thơ chỉ nẹ sạc đỏ trầm trớ hay nẹ xua xùm nụ đỏ trầm trớ không cả lạ tệ sạc để xong xót thằng ca xù rồi biết mình ca xua xùm nụ miên xùm nụ bất xùm nụ bác xùm nụ đồng bây bình chiếc bà nhà hát hay nâng sầm lúa đồng bay rất là thấp rồi. Mình men bông ôn thưa đôi chân nhẹ lụa thầm ra tôi tới chi dương để dây luôn để dây. Cứ mình ơi ở tệ này chôn để dây xong ấy tệ mình tịch. Rồi cô pe đa để ở tệ chôn dây cứ bông ôn mình chi dương sắp qua thế. Cứ bông ôn rong chăn vào ven luôn này để dây. Bông ôn lọc hơn nhẹ lụa khác cứ pe đa ở tệ này chôn để dây ba mà tịch tôi được con đi chót cứ luôn này mà đó đã pra. Nú mình men chi nhẹ lụa đấy và cọp tới đó vị trí chỉ biết để miếng chuẩn định lụa như thế. Cứ con đây chi nhẹ lụa để dây tràn. Nè lụa rong trắng đào bên luôn anh giấy hỡi chấp đam để giấy pi ở bậc đại future chấp đam giấy pi lại cái nạn bạc đi lại cái nạn đâm đô ông pi ở tổng ninh rồi cô sửa bạc cao là bọc kim miền pi này giấy can này trắng cứ ở tệ chốn quạt chấp đam kích pi bông bông thêm một đòn còn đường anh như thế ô ở con trắng bên đấy khi ông rồi bốn là chạm pi cao chạm khi ông mà chút rồi cô chạm khi ông màu mưa mà đòn tiền sinh nhà này cứ sinh nhà bạc để sát không cả tiền chúng cá là tập hợp để quạt trong bàn cứ quạt trong bàn bàn tay để pe quạt chụp nẹt tinh bạn nẹt lụa bạn ấy cứ quạt mình tinh dầm đầu quạt đường ai thấy thì tam c số room c rồi có hàng c hay đến đi bông bông tự đăng ẩm pi bên trái cái tên không cá lụa hay tự đăng ẩm pi ở vây tới chỉ nẹt lụa
អ្នកលក់គឺជាអ្នកដែលបកាយស្ដាប់អ្នកលក់គឺជាអ្នកដែលបកាយសួរហើយនិយាយតិចនិយាយនៅអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយទៅកាន់អតិថិជនឲ្យគាត់ចង់បានបងប្អូនត្រូវតែស្ដាប់អំពីបញ្ហារបស់អតិថិជនមិនមែនបងប្អូននិយាយអំពីបញ្ហាឬក៏លក្ខណៈពិសេសរបស់យើងទៅមុនទេអ្នកលក់ជឿទៅតែតែវត្តពីដើមទីព្រាមគឺព្យាយាមបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសពុបពុបបែបនេះបែបនោះរបស់ទំនិញរបស់គេឬក៏ផលិតផលរបស់ពួកគេស្របពេលដែរអ្នកទិញគាត់មិនមានឱកាសក្នុងការនិយាយនៅមូលហេតុនិយាយអំពីអ្វីដែលគាត់ចង់បានមកកាន់ការទិញឬក៏ការចរចាក្នុងប្រតិបត្តិការនៃការទិញពេលនេះហើយនេះបងប្អូនត្រូវតែដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការលក់គឺបងប្អូនត្រូវដឹងថាបើមិនមានបញ្ហាក៏គ្មានការទិញនោះដែរមិនថាបងប្អូនលក់អ្វីក៏ដោយបងប្អូនជឿទេបើមិនមានបញ្ហាមិនមានការទិញឧទាហរណ៍បងប្អូនឃ្លានអាហារនោះគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទិញនៅអាហារនោះអញ្ចឹងវាគឺមានការលក់នៅក្នុងនោះដែរបងប្អូនត្រូវការលុយសម្រាប់ប្រើការបងប្អូនក៏ជឿទៅទិញសេវាកម្មអីគេនៅធនាគារគឺយើងខ្ចីលូនក៏យើងខ្ចីផ្សេងៗនោះមិនជាបញ្ហាបញ្ហាមិនមែនចង់ស្រើថាឲ្យតែបញ្ហាគឺអាក្រក់នោះទេពេលខ្លះបងប្អូនត្រូវការម៉ូតូមួយគ្រឿងសម្រាប់ adventure សម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តនោះក៏ជាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែបញ្ហាបងប្អូនតម្រូវការចង់បានម៉ូតូដែលស័ក្តិសមសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយឬក៏ប្រភេទម៉ូតូ sport ម៉ូតូលក្ខណៈគ្រួសារម៉ូតូ cross ម៉ូតូអីផ្សេងៗចំពោះនឹងបងប្អូនជាម្ចាស់ផលិតផលណាមួយបងប្អូនត្រូវដឹងអំពីអ្វីដែលអតិថិជនកំពុងតែត្រូវការឬក៏បញ្ហាដែលអតិថិជនគាត់កំពុងមានពេលនោះគឺបងប្អូនអាចយកផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនដែលស័ក្តិសមនឹងគាត់ទៅដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់គាត់ចុះធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងនៅលក្ខខណ្ឌនេះគឺបងប្អូនចូលស្រាប់គាត់ឲ្យបានច្រើនហើយសួរសំណួរទៅតាមវគ្គទៅតាមបែបបទផែននៃដែលបងប្អូនកំពុងជួបជាមួយនឹងពួកគាត់មិនមែនបងប្អូនទៅបង្ហាញអ្វីដែលកំពុងមានហើយនិយាយប្រញាប់បញ្ញាបង្ហាញពីលក្ខណៈនេះលក្ខណៈនោះប្រមោសសំនេះប្រមោសសំនោះស្របពេលដែរអតិថិជនគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងធឹងទ្រាំជាមួយនឹងអ្នកលក់បែបនេះណាសូម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ដូចគ្នាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកលក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយរយៈពេលជិត10ឆ្នាំដែរខ្ញុំដឹងពីលក្ខខណ្ឌនៃការលក់ខ្ញុំតែងធ្វើជាអ្នកលក់ដែលបិទការលក់មុនការទិញគឺតាមអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើហើយនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនជាអ្នកលក់មិនថាបងប្អូនជាអ្នកលក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយឬក៏បងប្អូនជាអ្នកលក់នៅក្នុងម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លួនឯងនោះទេបងប្អូនត្រូវតែដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការទិញទី1អតិថិជនទិញគឺដើម្បីជៀសផុតពីបញ្ហាអ្វីមួយមិនមែនទិញផ្ដោតទៅលើទំនិញនោះទាំងស្រុងនោះទេទី2កន្លែងណាក៏ដោយបើមិនមានបញ្ហាក៏គ្មានការលក់ដែរហើយនេះងាកមកកាន់ផលិតផលរបស់បងប្អូនឬក៏ក្នុងដំណើរជីវកម្មនៅក្នុងបងប្អូនវិញតើបងប្អូនក៏លេខមើលនៅក្នុងទីផ្សារឬក៏ក្នុងបណ្ដាទៅអតិថិជនគោលដៅរបស់បងប្អូនតើពួកគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាអ្វីដែលអាចឲ្យផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងយកទៅបំពេញដំណោះស្រាយជួយគាត់បានពេលដែលបងប្អូនដឹងពីទិសដៅបែបនេះបងប្អូនអាចរៀបនៅផែនការនៃការលក់នៅក្នុង flow បែបនេះបងប្អូនអាចរៀបនៅសេណារីយ៉ូក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមេតការទីផ្សារទៅតាម flow បែបនេះពេលនោះព្រួយនៃកោដៅរបស់បងប្អូននឹងឆាប់ចំកោដៅព្រោះពេលខ្លះវាមិនមែនលហូតតដែលយើងបញ្ញាបញ្ញាបង្ខំក្នុងការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលធ្វើអតិជនតិចនោះទេវាគឺជា technique ដ៏សំស្រងណាមួយវាគឺជាការស្រាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ណាមួយវាគឺជាភាពសកលសង្គមដែលយើងផ្ដោតទៅកាន់អតិជនឬក៏អ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញគឺស្របជាមួយនឹងយើងដឹងពីតម្រូវការបញ្ហារបស់អតិថិជនហើយនេះចូលបងប្អូនដឹងថាអ្នកលក់ដែលពូកែគឺគេចូលចិត្តស្រាប់អតិថិជនហើយសួរសំណួរដល់ត្រឹមត្រូវមិនមែននិយាយប្រញាប់បញ្ញាបញ្ចុះបញ្ចូលអូសទាញបែបនេះអូសទាញបែបនោះគឺអតិថិជននឹងបិទចិត្តតែម្ដងបងប្អូនសាកសម័យខ្លួនឯងជាអ្នកទិញដូចគ្នាពេលដែលលើពាក្យទុំទៅនឹងពាក្យថាការលក់គឺយើងតែតែគិតថាអូគេចង់បានលុយយើងដូចខ្ញុំលើឡើងខាងលើដូចគ្នាហើយនេះចូលបងប្អូនគិតឡើងវិញអំពីដំណើរការកន្លងមកដែលយើងធ្វើការលក់ឬក៏ធ្វើការធ្វើទីផ្សារតើវាត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌមួយឬក៏តិចនិចមួយឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលសំស្របដែរឬទេជាចុងក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមទៅកាន់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនត្រូវគិតថាបើមិនមានបញ្ហាទេក៏មិនមានការលក់ដែរតែនេះតើបងប្អូនត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការការលក់ឬក៏ធ្វើជាអ្នកផ្សាយនៅក្នុងមេតិការទីផ្សារដោយវិធីសាស្ត្រណា
នៅក្នុងវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចែករំលែកឬក៏ការចូលរួមបងប្អូនអាចចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះបានជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដំណើរជីវិតជោគជ័យហើយនិងមានសុខភាពល្អសូមអរគុណ។